các bạn đang nghe truyện độc cổ ma tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 659, nguyên thạch 2. Như vậy, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn có thể thu được nguyên thạch, chẳng phải là một công đôi việc hay sao, giúp ta định vị vị trí của sa mạc Hoàng trùng. Cửu Các hướng vào bên trong mai rùa phân phó. Tối nay muốn đi ngay sao? Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao?" Bạch Ấu Anh quan tâm hỏi. "Ta biết rồi, Cửu các mặc y phục chỉnh tề, nằm xuống trên một cồn cát. Công tử. Bên ngoài lạnh lẽo, hay là để? Hay là để lãnh tỷ tỷ cùng tiểu thúy ra ngoài bầu bạn với ngươi? Bạch ấu anh cắn môi nói. Không cần đâu. Một lát sau. Cửu các liền nằm ngủ say trên cồn cát. Sa mạc xích hải. Hai con hùng ưng với bộ lông màu vàng rực rỡ đang bay lượn trên bầu trời. Một lát sau. Hai con hùng ưng bay xuống mặt đất. Trên mặt đất có một con cự viên lưng bạc. Ở trong sa mạc, con cự viên lưng bạc này có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Hùng ưng hạ xuống đất, hóa thành hai gã nam tử. Còn con cự viên lưng bạc kia thì hóa thành một lão già vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Lão già thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi, tóc bạc phơ, nhưng lại tỏa ra khí thế kinh người. Ngân Bối Tôn giả hai gã nam tự chấp tay hành lễ ba người bọn họ đều là cổ tiên hơn nữa ngân bối tôn giả lại là cổ tiên cấp bậc hoàng kim sở hữu ngũ chuyển viên hóa cổ còn hai người còn lại thì sở hữu tam chuyển ưng hóa cổ chỉ nghe ngân bối tôn giả trầm giọng hỏi tìm được chưa hai gã ưng hóa cổ tiên đồng thời nhíu mày nói bẩm tôn giả chúng ta chỉ tìm thấy dấu vết của hoàng trùng nhưng lại không phát hiện ra tung tích của hoàng trùng yêu vương vậy thì tiếp tục tìm các ngươi bay thấp xuống một chút mà tìm thánh hoàng hạ lệnh bất kể như thế nào cũng phải tìm được hoàng trùng yêu vương trước sau đó bồi dưỡng nó đến cấp bậc hoàng kim đến lúc đó muốn quét ngang trung nguyên sang bằng cửu châu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều tuân lệnh hai con hùng ưng lại lần nữa bay lên không trung bay vòng quanh khu vực đã phát hiện dấu vết của hoàng trùng Nơi mà sa mạc hoàng trùng sinh sống là một mảnh sa mạc cằn cỗi, không có nhiều cát. Diện tích của mảnh sa mạc cằn cỗi này vô cùng rộng lớn, mặc dù trên mặt đất không nhìn thấy dòng sông nào, nhưng thỉnh thoảng nơi đây sẽ có mưa. Nước mưa rơi xuống sa mạc cằn cỗi, thỉnh thoảng sẽ giúp cho những đám cỏ non sinh trưởng. Nhưng những đám cỏ non này không thể nào lớn lên được, bởi vì rất nhanh sau đó sẽ bị hoàng trùng ăn sạch. Cỏ bị hoàng trùng ăn sạch, chúng sẽ chém giết lẫn nhau con hoàng trùng cường đại cuối cùng sẽ trở thành yêu vương thống lĩnh toàn bộ quân đoàn hoàng trùng. Chỉ cần mưa thuận gió hòa, cách mỗi mấy năm sẽ xuất hiện một con hoàng trùng yêu vương. Cũng may, đẳng cấp của hoàng trùng yêu vương không cao, chỉ là bạch ngân cấp, thậm chí không vào phẩm cấp. Theo cách phân loại của cửu cát, cho dù là cổ nhị chuyển hay cổ tam chuyển, võ tiên lợi hại một chút, chỉ cần tìm được vị trí của hoàng trùng yêu vương là có thể dễ dàng đem nó giết chết. Bởi vì 5 năm, năm trước, hoàng trùng yêu vương phá hoại quá lớn khiến cho phàm nhân ở sa mạc xích hải chỉ có thể dựa vào ăn thịt trắng mà sống qua ngày gia tộc võ tiên ở ốc đảo sa mạc và phủ tướng quân mông trạch đều cực kỳ coi trọng tướng quân phủ thậm chí còn ban bố nhiệm vụ công khai một vạn công huân cho người nào chém giết được hoàng trùng yêu vương rất có khả năng hoàng trùng yêu vương chỉ là nhị chuyển nói cách khác chỉ cần tìm được hắn có lẽ võ sư thượng tam cảnh cũng có thể đánh chết được Đáng tiếc, hoàng trùng yêu vương không dễ tìm cho lắm. Trên sa mạc, cửu các đeo mai rùa, đi bộ, thỉnh thoảng lại nhìn về phương xa. Có lúc, cửu các ngồi xổm xuống tìm rễ cây thực vật, quan sát trứng hoàng trùng dưới rễ cây. Cửu các đến sa mạc này đã được hai ngày, sa mạc rộng lớn, hoàn toàn vượt qua dự liệu của cửu các. Điều này cũng khiến cửu các nhận ra rằng, phi độ một cách mù mờ căn bản không có khả năng tìm được hoàng trùng yêu vương trên sa mạc mênh mông này muốn tìm được hắn nhất định phải có phương pháp vút một con hùng ưng bay vụt qua đỉnh đầu cửu cát cửu cát ngẩng đầu nhìn con hùng ưng này như đang suy tư mấy ngày nay vẫn luôn có hai con hùng ưng quanh quẩn ở sa mạc này lúc đầu cửu cát không để ý nhưng hai ngày nay càng ngày càng cảm thấy quỷ dị Mảnh sa mạc này nằm ở sâu trong sa mạc xích hải, tuy trên sa mạc có cỏ xanh, nhưng lại không đủ cho hoàng trùng ăn. Cả sa mạc, thậm chí ngay cả một con thỏ cũng không có, vậy mà hùng ưng lại bay tới bay lui trên đó. Chúng ăn cái gì, chật chật chật. Không phải là ăn lương khô tự mang theo đó chứ, cửu các vỗ nhẹ mai rùa, lấy ra một bát mì nóng hổi. Trong bát có thịt, có rau, còn có nửa quả trứng gà. Trên sa mạc, cửu cát bưng bát mì nóng hổi, ăn. Cửu cát chỉ ăn một nửa, liền đặt bát mì nóng hổi xuống đất, sau đó cất bước rời đi. Sau khi cửu cát đi xa, con hùng ưng bay lượn ở trên cao lại lướt qua đỉnh đầu cửu cát, sau đó đáp xuống đất, biến thành hình người. Người nọ sau khi đáp xuống đất, bưng nửa bát mì còn lại trên mặt đất lên. Hả? Bám vào bát sứ lớn là một con chiểu trạch trùng. Tên cổ sư kia đưa tay tóm lấy con trùng nhỏ, trực tiếp ném vào trong miệng. mục bụt, hắn nhai. Coi như là món tráng miệng khai vị trước bữa ăn chính vậy. Cách đó hơn một dặm. Cửu cát quay lưng về phía tên cổ sư, nở nụ cười đắc ý, quả nhiên là một tên cổ sư. Chỉ cần một bát mì là có thể thử ra được. Ngu xuẩn trên sa mạc. Cửu cát tình cờ phát hiện một hang động. Trong động vậy mà lại có suối nước. Sa mạc cam tuyền, Cửu Các nửa quỳ trên mặt đất, tay lấy cam tuyền, cẩn thận quan sát. Nước suối rất trong, không hề có một con trùng nào. Cửu Các bưng lên, uống một ngụm. Cam thuần, sảng khoái, thấm vào ruột gan. Quả không hổ là sa mạc cam tuyền quý giá hơn vàng. Cửu Các cầm mai rùa trong tay, nói: "Lý tiểu thúy, lấy xuyên ô trà ra, ta muốn luyện dược." Dưới hang động, bên cạnh sa mạc cam tuyền các tế luyện tử dương lô trong tử dương lô chính là xuyên ô trà trà được pha bằng xuyên ô trà cho dù là võ sư thượng tam cảnh sau khi uống cũng sẽ bất tri bất giác trúng độc nhưng xuyên ô trà chỉ có thể dùng để đối phó với võ sư nếu dùng để đối phó với cổ sư độc tính e rằng không đủ lợi dụng dung và phục trong luyện đan thất pháp để chiết xuất độc tính của xuyên ô trà có lẽ có thể dùng để hạ độc cổ sư Xuyên ô trà là dược liệu thuộc tính một, thêm vào đó mấy quả xích hỏa tiêu, hỏa một tương sinh, có thể tăng thêm độc tính cho xuyên ô trà. Cuối cùng, dùng sa mạc cam tuyền để loại bỏ tạp vị, chiết xuất dược tính. Phệt, một tiếng. Thủy một tương tế. Một loại độc dược thượng hạng, không màu, không mùi, khiến người ta hôn mê đã được luyện thành. Cử các ngửi mùi đan hương từ tử dương lô tỏa ra, khóe miệng nở nụ cười. Hợp đan cần âm dương tương phối, thành đang cần ngũ hành tương sinh luyện đan luyện khí luyện cổ kỳ thật đều là tương thông muốn tạo ra một loại độc dược hoàn toàn mới là rất khó nhưng lợi dụng âm dương tương hợp ngũ hành tương sinh để tăng cường độc tính lại không khó cửu các mở tử dương lô đổ bột phấn màu trắng bên trong ra bây giờ là lúc thử độc cửu các vỗ mai rùa khởi động thiên tàng trận văn lấy ra một con thỏ nướng đây là thỏ nướng thơm ngon được Lý Tiểu Thúy chế biến từ thỏ thanh thái. Tên cổ sư kia nếu đã có thể biến thành hùng ưng, vậy không có lý gì lại không thích ăn thịt thỏ. Hiện tại, con thỏ này vẫn chưa có độc, ăn thử hai miếng trước đã. Cửu cát dùng miệng xé một miếng thịt thỏ, mùi vị rau xanh đặc trưng của thỏ thanh thái quanh quẩn trong miệng. Không hề béo ngấy, đúng là thỏ ngon, vút, một con hùng ưng lướt qua trên không trung. Cửu cát ngẩng đầu nhìn con hùng ưng, sau đó nở nụ cười nham hiểm nụ cười nham hiểm hèn hạ này rõ ràng lọt vào mắt hùng ưng chỉ thấy cửu các cấm con thỏ đã ăn mấy miếng xuống đất sau đó nấp sau một tảng đá giả vờ như đang săn ưng cổ sư bạch ngân cấp triệu tuân nhìn thấy cửu các vậy mà muốn dùng một con thỏ để săn mình không nhận được phát ra tiếng kêu lớn lại thêm một tên ngu ngốc tự cho mình là lão ưng muốn săn ta sao xem ta thu thập ngươi như thế nào cổ sư triệu tuân bắt đầu bay vòng vòng trên không trung vòng rồi lại vòng cổ sư hồ thuần sơn đang tìm kiếm tung tích của hoàng trùng yêu vương ở phía xa nhìn thấy triệu tuân bay vòng vòng trên cao tưởng rằng hắn có phát hiện bèn vỗ cánh bay tới quát quạt quạt hùng ưng do triệu tuân biến thành phát ra tiếng kêu hồ thuần sơn hơi sững sờ dùng ưng nhãn nhìn con thỏ bị cắm trên mặt đất và cửu cát đang ngồi xổm chuẩn bị đánh lén lập tức hiểu ý vốn dĩ Bọn hắn không muốn giết tên võ tiên nhân tộc này, dù sao giết hắn cũng chẳng có chút lợi ích nào. Người bình thường sẽ không làm chuyện hại người mà không có lợi cho mình. Huống hồ, lai lịch của tên võ tiên nhân tộc này cũng không rõ ràng, nếu tùy tiện công kích, ngược lại có thể bị mất mạng. Nhưng hôm nay, vì một con thỏ, thử xem võ công của tên võ tiên nhân tộc này không hề sao. Sau khi Hồ Thuần Sơn đến đúng vị trí, con hùng ưng do Triệu Tuân biến thành giống như bị thu hút, lao thẳng xuống con thỏ. Mai Phục bên cạnh, cửu cát nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ra tay. Nhưng khi Triệu Tuân sắp tiếp cận con thỏ, đột nhiên lại bay đi. Cửu cát tức giận, nhảy ra khỏi chỗ Mai Phục, giơ tay lên, chính là một đòn hỏa diễm đao vừa hung ác, vừa tàn nhẫn. Triệu Tuân đã sớm có chuẩn bị, lướt qua đao khí, lông vũ bị thiêu cháy một ít. Cùng lúc đó, phía sau cửu cát truyền đến tiếng xé gió. Lúc này, cửu cát vừa mới thi triển hỏa diễm đao, căn bản không thể thi triển lần nữa để chém về phía sau, chỉ có thể né tránh. Phật Một con hùng ưng to bằng người lướt qua, móng vuốt sắc bén xé rách quần áo, trên lưng cửu cát xuất hiện một vết thương lớn, máu chảy đầm đìa. Vừa rồi, đòn của Hồ Thuần Sơn vốn nhắm vào cổ cửu cát, nhưng cửu cát đã kịp thời cúi đầu, cho nên chỉ có thể công tiếp vào lưng. Cửu cát trọng thương, ngã xuống đất. Nhưng Hồ Thuần Sơn không tiếp tục công tiếp cửu cát, mà bay đến chỗ con thỏ. Quát. con thỏ là của ta hùng ưng do triệu tuân biến thành vậy mà lại phát ra tiếng người hai con hùng ưng tranh nhau con thỏ đánh nhau trên không trung cửu các trọng thương bò dậy vết thương sâu hắm đến tận xương trên lưng dưới tác dụng của huyết ti cổ nhanh chóng lành lại vừa rồi đòn vào lưng rất hung hiểm nếu không kịp thời cúi đầu nói không chừng ngay cả đầu cũng không giữ được nếu mất đầu cho dù huyết ti cổ có mạnh hơn nữa cũng vô dụng quần áo trên người cửu cát đã bị xé rách, cửu cát cởi bỏ lớp áo ngoài, lấy từ trong mai rùa ra một bộ khác, mặc vào. Khởi động phong lan cổ. Cửu cát hóa thành một đạo độn quang, đuổi theo hai con hùng ưng. Sau khi cướp được con thỏ, Triệu Tuân và Hồ Thuần Sơn giống như người say rượu, bay lão đảo như diều hâu bị rách. Nhưng Triệu Tuân và Hồ Thuần Sơn lại không hề cảm thấy mình trúng độc. Cũng giống như người say rượu, căn bản không nhận thức được mình đã say. Triệu Tuân và Hồ Thuần Sơn bỗng nhiên phát hiện, tên võ tiên nhân tộc kia đang đuổi theo, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai tên cổ sư không những không chạy trốn, ngược lại còn muốn cho cửu cát một bài học. Hai con chim mua ngốc bay loạn troạn, chủ động bay về phía cửu cát. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc, hai con chim mua ngốc trực tiếp rơi xuống đất. Hỏa diễm đao, ánh đao đỏ rực lướt qua. Hai cái đầu chim bay lên trời. Bịch đầu chim rơi xuống đất. lăn lông lốc trên mặt đất một lúc, hai cái đầu người xuất hiện. Phục. Tâm nhãn cổ giống như phi đao, đâm vào hốc mắt của một cái đầu. Vô cực cổ giống như con nhện vàng thì bò về phía cái đầu còn lại. Còn huyết ti cổ, tạm thời không cho ăn. Thứ nhất, huyết ti cổ tạm thời cũng không đói. Thứ hai, cửu các muốn lấy cổ trùng ưng hóa, mà ấp trứng cổ trùng cần phải có thi thể hoàn chỉnh nhất có thể, mới có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cổ trùng sinh sôi nảy nở đời sau. Thiếu đầu thiếu đuôi, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc ấp trứng cổ trùng. Nhưng nếu như lá gan bị huyết ti cổ phá hư, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc ấp trứng cổ trùng. Đương nhiên, cử cát cũng có thể trực tiếp luyện hóa, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều bạch ngân chân nguyên. Vèo Tâm nhãn cổ giống như con rắn dài, trở về không khiếu của cử cát. Bạch ngân chân nguyên nhanh chóng bị tiêu hao ngân bối tôn giả thực lực của tên cổ sư tử kim cấp kia còn cao hơn so với minh uy tướng quân có pháp khí và phù lục điều này cũng có nghĩa là tên cổ sư kia có một con ngũ chuyển cổ ngũ chuyển cổ vừa vặn có thể dùng để nghịch luyện cổ trùng từ đó nâng cao đạo luyện cổ vấn đề là làm sao mới có thể giết chết tên cổ sư ngân bối kia thể trạng của trâu ngựa mạnh hơn sài lang rất nhiều nhưng tại sao luôn là sài lang săn giết trâu ngựa bởi vì sài lan nhìn thấy trâu ngựa sẽ nghĩ cách làm sao để giết nó ăn thịt nó còn trâu ngựa lại chỉ nghĩ đến việc ăn cỏ sài lan ăn thịt trâu ngựa ăn cỏ thứ ăn khác nhau suy nghĩ cũng khác nhau mức độ nguy hiểm tự nhiên hoàn toàn khác nhau cổ tiên của hữu tình cổ đạo không có hứng thú lắm với việc giết võ tiên và cổ tiên khác bởi vì bọn họ chỉ cần một con cổ trùng từ đầu đến cuối người chính là cổ cổ chính là người dù sao chuyện hại người chẳng lợi mình rất ít người bằng lòng làm cổ tiên của vô tình cổ đạo lại rất có hứng thú với việc giết cổ tiên của hữu tình cổ đạo giết chết cổ tiên có thể thu được cổ trùng tăng cường thực lực bản thân chuyện hại người lại lợi mình thế này ai mà chẳng muốn làm cho nên cửu cách nhìn thấy mông trạch cổ tiên phản ứng đầu tiên chính là muốn giết sau khi giết chết cướp lấy cổ trùng tăng cường thần thông bản thân cớ sao mà không làm nếu như vô tình cổ đạo có thể thuận lợi truyền bá như vậy hữu tình cổ đạo nhất định sẽ trở thành lịch sử đây là đại thế không thể nghịch chuyển tất hai cổ thi thể không đầu vào trong mai rùa phân phó lý tiểu thúy chăm sóc cổ trùng của thi thể không đầu tự nhiên ấp trứng cửu cát thì nhớ mày suy nghĩ xem làm sao mới có thể giết chết một tồn tại có thực lực vượt xa bản thân cũng giống như một con sư tử nhìn thấy con voi trong đầu sẽ lập tức suy nghĩ xem làm sao mới có thể ăn thịt voi suy nghĩ thật lâu cửu cát quyết định thôi vậy hiện tại cửu cát không có thủ đoạn nào có thể đầu độc tử kim cấp cổ tiên, không có cách nào chắc chắn chiến thắng. vậy thì đừng có mơ mộng hảo huyền, vẫn là nên nghĩ cách tìm hoàng trùng yêu kia thì hơn. hoàng trùng yêu cửu cát giơ tay bắt lấy một con hoàng trùng màu xanh lục. con hoàng trùng này có hình thể nhỏ bé và hiền lành, thật sự không giống như là kẻ thống lĩnh có thể che trời lấp đất. trong ký ức của chu vượng, thứ này ít nhất cũng phải to bằng nắm tay, thân hình vàng ống dữ tợn khi di chuyển thì che trời lấp đất, đi đến đâu, cỏ cây không mọc nổi. Cửu cát dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa con hoàng trùng nhỏ bé yếu ớt này, ném nó lên không trung. Hoàng trùng nhỏ rơi xuống đất, vẫn là con hoàng trùng nhỏ bé đó, không có chút tác dụng nào. Chiêu này từ lúc cửu cát đến vùng đất hoang vu này đã thử qua rồi, căn bản không có chút tác dụng nào. Tên hoàng trùng yêu vương kia, hoặc là đang ẩn nấp dưới lòng đất, hoặc là căn bản chưa xuất hiện chưa xuất hiện cũng rất bình thường mông trạch tướng quân phủ hàng năm đều ban bố nhiệm vụ chém giết hoàng trùng yêu vương tên hoàng trùng yêu vương kia hoàn toàn có khả năng đã bị người ta giết chết chưa xuất hiện vẫn chưa xuất hiện cửu các lẩm bẩm tự nói dường như đã nắm bắt được điều gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại không nắm bắt được hắn đi qua đi lại tại chỗ ha 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 cửu các đột nhiên cười lớn hắn biết nên làm thế nào để tìm được hoàng trùng yêu vương rồi tên hoàng trùng yêu vương của xích hải sa mạc này từ sau khi hoành hành vào năm năm trước liền bị võ tiên nhân tộc nhắm vào hoàng trùng yêu vương vừa xuất hiện sẽ bị giết chết giống như cỏ dại bị người ta cắt đi rồi lại mọc đã là cỏ dại vậy thì cứ để cho nó mọc lên tự mình cắt là được rồi cửu cắt đương nhiên không có thời gian chờ cỏ dại tự mọc nhưng hắn có thể dùng thủ pháp luyện cổ để thúc nó mọc nhanh hơn đã không tìm thấy hoàng trùng yêu vương vậy thì tự mình bồi dưỡng ra một con hoàng trùng yêu vương là được rồi. Có hoàng trùng yêu vương, cửu cát có thể thông qua con hoàng trùng yêu vương này để hạ lệnh cho đám hoàng trùng nhỏ trên vùng đất hoang vu, để chúng chen chút lao đến đây chịu chết, như vậy là có thể gom đủ thức ăn cho chịu trạch trùng, từ đó luyện chế ra 16 cái đảng tuyền cổ. Cuối cùng còn có thể tận dụng phế vật, đem con hoàng trùng yêu vương mà mình luyện chế ra chém giết, sau đó mang về lĩnh công lao. Cách này so với việc bản thân ngu ngốc đi tìm kiếm hoàng trùng yêu vương, còn dễ dàng hơn vạn lần. Nghĩ là làm. Cửu cát hóa thành một luồng quang mang tìm kiếm một nơi có cỏ cây rậm rạp. Ken một tiếng. Tử đồng cổ đỉnh thật lớn rơi xuống mặt đất. Cửu cát dẫm một chân lên tử đồng cổ đỉnh, vung tay áo lên. Cuồng phong nổi lên. Những quả trứng hoàng trùng và hoàng trùng nhỏ ẩn nấp trong đống cỏ khô, giống như các bụi, bay vào trong tử đồng cổ đỉnh. Nhìn số lượng hoàng trùng ít ỏi đáng thương trong tử đồng cổ đỉnh, cửu cát nhíu mày. Như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Cửu cát cất tử đồng cổ đỉnh vào trong mai rùa, sau đó hóa thành một cơn gió mạnh rời đi. Khoảng chừng lúc hoàng hôn. Cuối cùng cửu cát cũng đã thu thập đủ hoàng trùng và trứng hoàng trùng. Ném vào hai khối hung mụi thạch, hai khối nguyên thạch, một ít sa mạc cam tuyền, đậy nắp lại, chờ đợi hoàng trùng chém giết lẫn nhau. Cơn đói sẽ khiến chúng chém dết lẫn nhau. Cửu cát nằm trên một tảng đá, nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi lúc sáng sớm một lão già râu quai nón đi đến trước mặt cửu cát cửu cát mở mắt ra thần sắc có phần khiếp sợ lão già mỉm cười nói với giọng điệu hòa ái ngươi là thuộc hạ của vị đại vương nào vậy cửu cát liếc mắt nhìn tử đồng cổ đỉnh dựng đứng bên cạnh lại nhìn lão già trước mắt thần sắc đầy nghi hoặc ngươi không cần phải sợ lão phu cũng là mông trạch cổ tiên để chứng minh lời mình nói là thật lão già râu quai nón cởi áo khoác ngoài ra để lộ cơ bắp trắng chắc toàn thân tiếp theo một con ngân bối cự viên khổng lồ xuất hiện trước mặt cửu cát quả nhiên là ngân bối tôn giả tên này tìm đến tận đây rồi vùng đất hoang vu mênh mông vậy mà hắn lại tìm được mình may mà có mai rùa xử lý sạch sẽ cộng thêm cái tử đồng cổ đỉnh này thể hiện thân phận cổ tiên của mình lúc này mới không rước họa sát thân theo như kết quả sư hồn mục đích lão già này đến vùng đất hoang vu cũng giống như mình đều là vì tìm kiếm hoàng trùng yêu vương chỉ thấy cửu cát chấp tay giọng điệu sợ hãi nói vị mông trạch đại vương này tiểu nhân không phải là mông trạch của tiên mà là con cháu của võ tiên gia tộc trong sa hải này ngân bối viên có hình thể giống như ngọn núi nhỏ nói với giọng ồn mồm, ngươi đúng là có phần lạ mặt rốt cuộc ngươi là con cháu của võ tiên gia tộc nào là trương gia ta tên là trương cửu cát cửu cát run rẩy nói lắp bắp thấy cửu các sợ hãi như vậy ngân bối tôn giả rất hài lòng ngươi ở chỗ này làm gì luyện luyện cổ cửu các lắp bắp nói ồ luyện cổ gì hoàng cổ trùng ha 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 trên đời này làm gì có hoàng cổ trùng không thể nào người người bán bán cổ phương cho ta nói rất rõ ràng cái này cái này là có thể luyện thành hoàng cổ trùng. Cửu cát giải thích. Ngu xuẩn. Luyện cổ chi đạo, quan trọng nhất chính là tạp giao khử tính. Nếu như không thể khử tính, loại trùng yêu đi theo con đường bầy đàn thành đạo như hoàng trùng này, sẽ sinh đầy trứng trong cơ thể ngươi, cảm nhóm ngươi đến mức vỡ nát. Ngươi luyện cổ như vậy, cho dù thành công, cũng chỉ luyện ra được một con hoàng trùng yêu. Nói đến đây, ngân bối tôn giả cũng ngẩn người. Hoàng trùng yêu, tuy hoàng trùng yêu vương ẩn nấp không tìm thấy, nhưng nếu như trong tộc quần sinh ra hoàng trùng yêu mới, nhất định sẽ không tiếp tục ẩn nấp. Chính là cái gọi là một núi không thể có hai hổ. Chỉ cần con hoàng trùng yêu này vừa được luyện chế thành công, như vậy hoàng trùng yêu vương nhất định sẽ xuất hiện. Ha 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 ha. Mẹ kiếp, sao lão phu lại không nghĩ đến chuyện này, luyện hay, luyện quá hay. Ngân Bối Tôn giả cười to, sau khi cười xong liền thu hồi uy thế, lại biến thành lão già có dung mạo hiền từ. Ừm. Tiểu tử ngươi đúng là nhân tài, để ta xem thử cổ trùng ngươi luyện. Ngân Bối Tôn giả mở nắp tử đồng cổ đỉnh ra, nhìn đám hoàng trùng nhỏ bên trong điên cuồng chém giết lẫn nhau, dường như thật sự có thể để cho hắn luyện thành một con hoàng cổ trùng. Tiểu tử ngươi là bản mệnh cổ gì, sao trên người lại không có trùng yêu chi khí?" Ngân Bối Tôn giả kỳ quái hỏi. "Bẩm đại vương, trên người tiểu nhân không có cổ trùng, tiểu nhân bây giờ chỉ là võ tiên, vì muốn trở thành cổ tiên." tiểu nhân đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cổ đạo truyền thừa, bây giờ mạo muội chuẩn. Chuẩn bị luyện chế một con cổ trùng, cấy ghép vào trong cơ thể. Cửu cát kích động nói. Tiểu tử ngươi may mắn gặp được ta, nếu không sau khi luyện thành hoàng cổ trùng này, cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Ngân bối tôn giả vỗ vai cửu cát, vẻ mặt hiền từ nói. Cửu cát vừa lau mồ hôi vừa cười theo, tỏ vẻ rất câu nệ chỉ thấy ngân bối tôn giả từ trong túi vải đen bên hông lấy ra một cái hồ lô da đen. Cái túi vải đen này khác với pháp khí trữ vật thông thường, cho dù ngân bối tôn giả biến thành đại tinh tinh có hình thể to lớn như ngọn núi nhỏ, túi vải vẫn có thể đeo trên người hắn, nếu là túi trữ vật bình thường thì đã sớm bị vỡ nát. Ngoài ra, cái túi vải đen này còn có thể che đi chỗ nhạy cảm, coi như cũng một kiện bảo vật. Ngân bối tôn giả từ trong hồ lô da đen lấy ra một quả trứng cổ trùng to bằng nắm tay. Này! lão phu có một quả trứng viên hóa cổ, chỉ cần ngươi nuốt vào bụng, ba ngày sau ngươi chính là cổ tiên. Nhưng bảo bối này không thể cho ngươi không công được. Ngân bối tôn giả co bàn tay to lớn lại, cất viên hóa cổ vào trong hồ lô da đen, sau đó cất vào túi trữ vật. Đại vương có gì sai bảo, cứ việc phân phó. Cửu cát vội vàng nói. Ừm. Không vội, ngươi nói cho bản tọa nghe trước, ngươi tuổi còn trẻ đã tu thành võ tiên, tại sao nhất định phải trở thành cổ tiên? Ngân bối tôn giả hỏi. Bẩm tôn giả. Tiểu nhân cũng chỉ là nhìn thấu đại thế, muốn sớm tìm cho gia tộc một con đường sống. Đại thế gì? Ngân bối tôn giả hứng thú hỏi. Võ đạo tất suy, cổ đạo tất hưng, đây chính là thiên hạ đại thế hiện nay, thế như trẻ tre, thuận theo thì hưng thịnh, nghịch lại thì diệt vong. Thuận theo thì hưng thịnh như thế nào, nghịch lại thì diệt vong như thế nào, ngân bối tôn giả gãi đầu gãi tai giống hệt một con khỉ tò mò cửu cát ta hỏi đại vương một câu chỉ cần cấy ghép một con cổ trùng lên người cho dù là phàm nhân cũng có được năng lực tu hành đối với phàm nhân mà nói ngươi cấy ghép hay là không cấy ghép ngân bối tôn giả nói nhảm đương nhiên là cấy ghép cửu cát ngươi cũng có thể lựa chọn không cấy ghép ngươi có thể an phận thủ thường cưới vợ sinh con sống một cuộc sống bình dị ngân bối tôn giả người nói cũng đúng trên thế gian này không phải phàm nhân nào cũng có đạo tâm theo đuổi siêu thoát tửu cát đại vương ta nghe nói luyện cổ chi đạo cần phải dùng đến người sống có phải hay không ngân bối tôn giả đúng vậy luyện cổ bước thứ ba dùng chính người sống để thử cổ nếu như không dùng người sống để thử cổ ai dám cấy ghép cổ trùng nguyên thủy vào trong cơ thể mình tửu cát đại vương vậy người an phận thủ thường sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở thành vật liệu luyện cổ của cổ tu đến lúc đó hắn hoặc là người nhà của hắn bị ép trở thành vật liệu luyện cổ hắn nhất định sẽ hối hận lúc trước không lựa chọn trở thành cổ sư cho nên đối với phạm nhân mà nói lựa chọn trở thành cổ tu người thân trở thành người trên người cự tuyệt trở thành cổ tu nằm im chờ chết nhất định sẽ trở thành vật liệu luyện cổ đối với võ tu chúng ta mà nói kỳ thực cũng như thế võ tu chúng ta tuy rằng trời sinh đã có linh mạch có thể bước lên con đường tu hành nhưng nếu như có thể có được cổ trùng thực lực liền sẽ lập tức tăng lên một đoạn vậy tại sao không lựa chọn trở thành cổ tu nếu như chúng ta không lựa chọn trở thành cổ tu gia tộc cạnh tranh với chúng ta sẽ trở thành cổ tu đến lúc đó gia tộc bị diệt vong cũng chỉ có thể trở thành vật liệu luyện cổ của gia tộc đối phương đây chính là đại thế võ đạo ác suy cổ đạo ác thịnh trương mổ chính là nhìn rõ đạo lý này cho nên mới nghĩ tới việc sớm bày mưu tính kế trở thành cổ tu gia tộc tương lai mới có thể trở thành người trên người mà không phải nằm im chờ chết trở thành tài liệu luyện cổ. Đáng hận trương gia ta không phải ai cũng có được một đôi mắt nhìn xa trông rộng như vậy, vẫn còn nha ha ha ha. Người phân tích đúng lắm, quả thực là có tư chất tể tướng. Ngân bối tôn giả nghe xong liền nhảy cẩn lên ba vòng tại chỗ, gãi đầu gãi tai, mừng rỡ không thôi. Tuy rằng võ đạo ác suy, cổ đạo ác thịnh, nhưng thiên hạ này vẫn là thiên hạ của võ đạo, những thế lực của kỹ ngoan cố của võ đạo vẫn đang bức hại cổ tu, trương gia ta chỉ có thể bí mật trở thành gia tộc cổ tiên vì để trở thành gia tộc cổ tiên ta đã phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ tìm được một vị cổ tiên họ trương người kia tự xưng ở mông trạch có bối cảnh rất lớn thậm chí có thể nói chuyện được ở chỗ ba vị yêu vương không ngờ ta lại bị lừa trương cử các đấm ngực dậm chân ủ rũ cúi đầu tiểu huynh đệ ngươi đừng sốt ruột lão phu rất tán thưởng tài hoa của ngươi mông trạch không có ba vị yêu vương chỉ có một vị đại trùy thánh hoàng, như vậy đi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Lão Phu sẽ đưa ngươi đến mông trạch, để ngươi diện kiến thánh hoàng, ngươi hãy nói lại những lời ngươi vừa nói với Lão Phu cho thánh hoàng nghe, thánh hoàng nhất định sẽ vô cùng hài lòng, nói không chừng sẽ phong cho ngươi làm tể tướng đại chu. Ngân bối tôn giả hai mắt sáng rực nói, diện kiến thánh hoàng. Đúng vậy. Trương cửu cát đáp, không ổn. Trương mổ chỉ là một kẻ thôn giả, sao dám diện kiến thánh hoàng chi bằng trương mổ viết một quyển sách đợi đến khi sách hoàn thành đại vương hãy chuyển quyển sách này cho thánh hoàng nếu thánh hoàng cảm thấy thứ kẻ hèn này viết không tệ đến lúc đó kẻ hèn này sẽ tế cáo tổ tiên tắm gội sạch sẽ rồi diện kiến thánh hoàng chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao ngân bối tôn giả hỏi sách ngươi thế mà còn biết viết sách tên sách là gì trương cửu các đáp võ đạo băng hoại luận như thể có một tia sét từ trên trời giáng xuống, ngân bối tôn giả trực tiếp bị chấn động đến choáng váng, nửa ngày không nói nên lời. Tốt! Ngươi nhất định sẽ được ghi vào sử sách, ngươi tên là Trương Cửu Cát đúng không? Về sau ngươi sẽ được gọi là Trương Công? Nào có, nào có! Trương Cửu Cát vội vàng xua tay, tỏ vẻ khiêm tốn. Không phải ngươi người thường, đợi đến khi ngươi dân, võ đạo băng hoại luận, cho Thánh Hoàng, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ mặc rồng mừng rỡ, nói không chừng có thể phong cho ngươi làm tể tướng. Ngân bối tôn giả dùng ngữ khí có phần hâm mộ thậm chí là ghen tị nói. Trương cửu các thế mà lại nghe ra được vẻ chua chát trong lời nói của ngân bối tôn giả. Chua chát. Lời nói của phụ thân Trương Hiếu Kính năm xưa, đột nhiên vang lên bên tai Trương cửu các. Nếu như cấp trên đặc biệt coi trọng ngươi, đặc biệt chiếu cố ngươi, đặc biệt giúp đỡ ngươi, đối với ngươi vô vi bất chí. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi có thể khiến hắn thăng quan hoặc là khiến hắn phát tài trên thế giới này không có ai lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác nhất định là có mục đích thăng quan tể tướng còn có giọng điệu chua chát kia nữa trương cửu các lập tức hiểu rõ trong lòng đại vương tiểu tử chẳng qua chỉ là một kẻ võ phu muốn trở thành cổ tiên còn chưa thể nào dám mơ tưởng đến chức vị tể tướng chi bằng để ta viết xong võ đạo băng hoại luận ký tên đại vương đến lúc đó quyển kỳ thư chấn động cổ kim này chính là do đại vương tự tay viết ra tiểu tử tuyệt đối không dám tranh công chỉ nguyện là một mưu sĩ cho đại vương đại vương thấy thế nào trương cửu các giọng giặc hùng hồn nói lời vừa nói ra ngân bối tôn giả âm thầm vui vẻ ngươi ngươi về sau đừng gọi lão phu là đại vương nữa lão phu họ chương tên tử đôn ngươi cứ gọi ta là gia gia mau gọi gia 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 trương cửu các cung kính nói nhưng mà tuy rằng ngươi đối xử tốt với gia gia nhưng gia gia ngay cả chữ cũng không biết làm sao có thể ra sách được chương tử đôn sờ sờ đầu mình vẻ mặt buồn bực nói gia gia thế mà lại không biết chữ gia gia ta từ nhỏ sinh ra trong gia đình nghèo khó đương nhiên không có tiền đi học cho nên cũng không biết chữ vậy người khác có biết không không ai biết những kẻ biết đều bị gia gia ta bóp nát đầu rồi khuôn mặt hiền lành của chương tử đôn đột nhiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Ồ đã không ai biết, vậy thì có sao đâu, đến lúc đó ta ra sách ký tên của Gia Gia, công lao đều là của Gia Gia, ta là mưu sĩ cho Gia Gia, Thánh Hoàng có vấn đề gì, ta sẽ hiến kế cho Gia Gia, Gia Gia thấy thế nào? Cái này, cái này đương nhiên là tốt vô cùng. Tiểu tử, ngươi đã gọi ta một tiếng Gia Gia, vậy thì con viên hóa cổ này ta sẽ cho ngươi trước. Trương Tử Đôn không nói hai lời, liền nhét viên hóa cổ vào trong miệng Trương Cửu Cát, sau đó vỗ một cái vào ngực Trương Cửu Cát. Viên hóa cổ vào bụng. Trương Cửu Cát âm thầm vận chuyển bạch ngân chân nguyên luyện hóa, sau đó sẽ đưa nó vào trong không khiếu, đương nhiên sẽ không để viên hóa cổ dung hợp với huyết nhục của mình. Có điều lão già trước mắt này có thể cảm nhận được khí tức cổ trùng, sau khi mình luyện hóa viên hóa cổ xong, còn phải thường xuyên để nó ra ngoài không khiếu, để tránh bị lão già này nhìn ra manh mối đa tạ gia gia ban thưởng trương cửu các kích động nói ha 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 nên làm nên làm dám hỏi gia gia viên hóa cổ thần kỳ như vậy rốt cuộc là luyện chế như thế nào ồ ngươi muốn phương pháp luyện chế viên hóa cổ tôn nhi chỉ là cảm thấy thần kỳ muốn tìm hiểu một chút viên hóa cổ là một loại thú hóa cổ tất cả thú hóa cổ trên thế gian này đều phải dùng đến người và thú chật 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 cái loại thuật nhân thú này là từ phương pháp luyện chế cổ trùng giao phối tạp giao diễn biến mà thành, thật sự là không nên nói rõ ràng. Trương Tử Đôn có phần khó xử nói. Ô ô, Trương Cửu các lập tức lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là nhân thú thôi sao, cái trình độ này còn có gì mà không thể nói, người có biết lúc ta luyện chế ngũ chuyển thạch hạt cổ không chỉ có nhân thú, ngay cả thi thú cũng dùng rồi. Sau khi được Trương Tử Đôn nhắc nhở, Trương Cửu các lập tức có được một hướng đi cho phương pháp luyện chế thú hóa cổ. Có điều thú hóa cổ dù sao cũng phương pháp luyện chế mà cổ tiên tích lũy ngàn năm mới có được, trong đó nhất định có rất nhiều chỗ mà mình có thể học hỏi. Ơ, à, kỳ quái, ngươi đã nuốt viên hóa cổ của ta rồi, lúc này viên hóa cổ hẳn là đã ấp nở rồi, tại sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Trương Tử Đôn vẽ mặt kỳ quái nói. Viên hóa cổ quả thực đã ấp nở rồi, chỉ có điều bị Trương Cửu các dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa tuy rằng không có thu vào trong không khiếu, nhưng lại ngoan ngoãn ở trong huyết nhục của hắn càng không có ảnh hưởng đến linh đài thần hồn của hắn chẳng qua chỉ là một công cụ ở trong huyết nhục mà thôi nói như vậy viên hóa cổ ấp nở trong cơ thể hẳn là phải hôn mê không không chỉ là hôn mê a à, trương cửu cát ôm bụng giả vờ đau đớn đến mức không chịu nổi trương tử đôn cười to nói ha 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 viên hóa cổ ấp nở trong cơ thể sẽ cực kỳ khó chịu năm đó lão phu cũng suýt chút nữa thì ngất đi lời trương tử đôn vừa dứt trương cửu cắt trận trắng mắt cổ nghiêng sang một bên ngất xỉu ngay tại chỗ hả cái này nhanh như vậy sao trương tử đôn sờ sờ đầu vẻ mặt nghi hoặc sau khi trương cửu cắt hôn mê trương tử đôn tiếp tục kiểm tra tình hình luyện chế hoàng cổ trùng trong thanh đồng cổ chung bây giờ trong cổ chung đã không còn lại mấy con hoàng trùng nữa những con hoàng trùng này con nào con nấy đều vàng ống dữ tợn, dáng vẻ hung ác, tuy rằng hình thể không lớn, nhưng trên người đã dần dần có yêu khí. Trương Tử Đôn rất hài lòng gật gật đầu, cứ tiếp tục như vậy hoàng trùng yêu nhất định sẽ luyện chế thành công. Nửa ngày sau, Trương Cửu cắt sắc mặt trắng bệch chậm rãi tỉnh lại. Đến, đây là thịt khỉ hầm da da làm, mau nếm thử. Trương Tử Đôn từ trong túi trữ vật đen thui trên người lấy ra một cái lọ sứ, trương cửu cát mở lọ ra bên trong là ốc khỉ ngâm dầu trương cửu cát dùng muỗng mút một miếng vì thế mà lại không tệ trương cửu cát đã hoàn toàn luyện hóa viên hóa cổ viên hóa cổ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn không đúng thú hóa cổ căn bản không phải là cổ trùng sinh ra tự nhiên trong tự nhiên cho dù là vườn cũng không có khả năng thích ăn ốc khỉ có phải rất khó ăn không trương tử đôn hỏi cũng tạm Lão phu mỗi lần ăn đều phải bịt mũi, nhưng không ăn không được. Ồ, trương cửu cắt lại múc một miếng thịt ốc khỉ. Hắn ngậm miếng thịt ốc khỉ trong miệng, sau đó để viên hóa cổ ăn trong khoang miệng của mình. Sau khi ăn xong lại truyền viên hóa cổ vào không khiếu, sau đó lại múc một muỗng ốc khỉ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ngươi ăn cái gì mà chậm vậy, vừa đi vừa ăn. Trương tử đôn từ trong thanh đồng cổ chung lấy ra một con hoàng trùng to bằng ngón tay cái con hoàng trùng này toàn thân màu vàng kim diện mạo dữ tợn có khí tức nhất chuyển cổ trùng đáng tiếc lại giống như tượng bùng tượng gỗ không có chút linh tính nào trương tử đôn nhìn con cổ trùng này cũng vẻ mặt kỳ quái cảm giác giống như một vật chết nhưng rõ ràng lại là một vật sống đã tỉnh rồi vậy thì đi theo gia gia vâng trương tử đôn dùng ngón tay véo con hoàng cổ trùng đi trên sa mạc trương cửu các chỉ có thể đi theo cái thanh đồng cổ chung to lớn bị bỏ lại phía sau, Trương Cửu Các không có cách nào đứng trước mặt Trương Tử Đôn mà thu một thứ lớn như vậy vào trong mai rùa. Trương Tử Đôn vừa đi vừa dùng ngón tay kích thích con hoàng cổ trùng nhỏ bé trong tay, nhưng con vật nhỏ này lại giống như mất hồn, bất động, mặc cho hắn kích thích thế nào cũng vô dụng. Trương Cửu Các ở bên cạnh nhìn, lập tức hiểu ý, thế là tâm niệm vừa động. Nơi hai người đi qua, tất cả hoàng trùng đều di chuyển đi theo giống như đang đi theo vị vua của chúng. Ha ha. Có phản ứng rồi. Trương gia gia đây là muốn làm gì?" Trương cửu cát hỏi. "Con hoàng cổ trùng nguy luyện chế này, nếu nói là cổ, căn bản không thể cấy vào trong cơ thể, nếu nói là yêu thì hình thể lại quá nhỏ, quả thực chính là người lùn trong yêu, tuy rằng nhìn tổng thể căn bản chính là một phế vật, nhưng cho dù là phế vật cũng có tác dụng của nó. Con hoàng cổ trùng này dù sao cũng coi như là yêu vương, khi nó bắt đầu phát hiệu lệnh nhất định sẽ động chạm đến uy quyền của yêu vương chân chính, đúng là một núi không thể có hai hổ, một tổ không thể có hai vua. Tên hoàng trùng yêu vương kia trốn dưới lòng đất, gia gia ta lại không thể chui xuống đất, chỉ có thể dùng biện pháp này để hắn tự mình tìm đến cửa. Ha 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 ha! Trương tử đôn cười lớn. Trương cửu các lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, vốn dĩ hắn chỉ là dự định luyện chế ra một con hoàng cổ trùng, khống chế hoàng trùng hoang dã chui vào mai rùa chịu chết, đợi đến khi luyện chế thành đảng tuyền cổ, lại giao hoàng cổ trùng lên trên như vật phẩm nhiệm vụ. Thật không ngờ, còn có thể thông qua phương pháp này dụ ra hoàng trùng yêu vương chân chính. Nửa ngày sau, bên cạnh Trương Tử Đôn và Trương Cửu Cát là vô số hoàng trùng. Số lượng cũng không phải là che trời lấp đất, chỉ tương đương với một giải hoàng trùng dài, số lượng e rằng cũng chỉ có 7-8 vạn con. 7-8 vạn con hoàng trùng nhỏ đã là cực hạn của Trương Cửu Cát. Thông qua hoàng cổ trùng khống chế càng nhiều hoàng trùng trương cửu cát sẽ càng cảm thấy gánh nặng trên thần hồn càng lớn. Vượt quá 5 vạn con, gánh nặng này sẽ rất rõ ràng, đến 7-8 vạn con liền khó có thể gánh vác nổi. Trương cửu cát mở thượng đang điền ở nê hoàng cung, thần hồn cường đại hơn xa võ tiên bình thường. Dùng cổ trùng khống chế tiểu trùng nguyên lai còn có nhược điểm như vậy. Lúc trước trương cửu các sử dụng chữ cổ trùng khống chế chữ trạch trùng, bởi vì số lượng chữ trạch trùng không nhiều, cho nên cũng không phát hiện ra, bây giờ lợi dụng hoàng cổ trùng khống chế hoàng trùng khắp nơi, lúc này mới biết được muốn thông qua một con hoàng cổ trùng nô dịch toàn bộ hoàng trùng trên đời căn bản là không thể nào. Trừ phi đi con đường hữu tình cổ đạo, trực tiếp cấy hoàng trùng vào trong cơ thể, có điều hoàng trùng yêu có năng lực sinh sản, căn bản là không thể cấy vào trong cơ thể. ầm, uhm, đột nhiên. Mặt đất phía trước hai người, nứt ra một đường nứt to lớn. Yêu khí ngập trời từ trong khe nứt phun ra, bảy tám vạn con hoàng trùng vốn đang đi theo hoàng cổ trùng lập tức tản ra một cái đầu hoàng trùng to lớn như nhà ở từ trong khe nước thò ra dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trương tử đôn và trương cửu cát gương mặt trương tử đôn lộ vẻ mừng như điên lớn tiếng hét thế mà lại là một con hoàng trùng yêu vương cấp tử kim chắc chắn là con hoàng trùng yêu vương đã càng quét xa mặt nhân tộc 5 năm, năm trước thì ra ngươi chưa bị nhân tộc giết chết ha 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 thật sự là quá tốt rồi lão phu là mông trạch cổ tiên phụng lệnh đại trùy thánh hoàng đến đây chiêu mộ ngươi ngươi có bằng lòng đi theo lão phu đến mông trạch hay không trương cửu các đứng sau lưng chương tử đôn nhìn con hoàng cổ trùng to bằng ngón tay cái trong tay trương tử đôn sau đó thông qua con hoàng cổ trùng này nhìn thấy con hoàng trùng yêu vương hình thể to lớn kia mà trong đôi mắt to lớn của con hoàng trùng yêu vương kia chỉ có con hoàng cổ trùng to bằng ngón tay cái thuần phục hoặc là diệt vong đây là tin tức mà hoàng trùng yêu vương truyền đến một núi không thể có hai hổ, trong một tổ chỉ có thể có một yêu vương chân chính. Hoàng cổ trùng có thể thành yêu, nhưng lại không thể thành vương. Chỉ cần hoàng cổ trùng lựa chọn thần phục, hoàng trùng yêu vương sẽ không giết nó. Hoàng cổ trùng chỉ là công cụ, công cụ căn bản không có quyền tự chủ. Người có thể làm chủ chỉ có thể là trương cửu các đứng sau hoàng cổ trùng. Mà lựa chọn của trương cửu các đương nhiên là Cúc, ông ông ông. Hoàng cổ trùng vỗ cánh, làm ra tư thế công kích về phía hoàng trùng yêu vương hình thể to lớn. Hoàng trùng yêu vương nổi giận. Hoàng trùng yêu vương to lớn từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Hoàng trùng yêu vương không biết điều cũng khiến cho gương mặt Trương Tử đôn lóe lên vẻ tàn bạo, mục đích của hắn là thu phục hoàng trùng yêu vương, mà đối với yêu thú mà nói, cái gọi là thu phục chính là đánh cho phục trước. Trương Tử đôn ném hoàng cổ trùng trong tay ra sau. Trương cử các đưa tay tiếp được hoàng cổ trùng lập tức lui về phía sau. Theo sau một tiếng gầm rú rung trời động đất. Chương tử đôn hóa thành ngân bối cự viên to lớn như ngọn núi. Trương cử cát dơ cao hoàng cổ trùng trong tay. Hoàng cổ trùng tiếp tục khiêu khích, hoàng trùng yêu vương ngủ chuyển trong bụi đất mù mịt, triệt để thoát khỏi lòng đất. Chương tử đôn cũng đã biến thân xong. Hai con quái vật khổng lồ va chạm vào nhau. Trương cửu cắt đứng sau lưng hai người, trên mặt nở nụ cười âm hiểm. Gào! nắm đấm hung hãn của ngân bối cự viên đập nát đao túc của hoàng trùng yêu vương đao túc sắc bén tỏa ra hào quang màu tím kim của hoàng trùng yêu vương ở trước nắm đấm của ngân bối cự viên giống như cành khô dễ dàng bị bẻ gãy trận chiến giữa hai con yêu vật ngân bối cự viên chiếm ưu thế áp đảo nếu như mục đích của chương tử đôn không phải là thu phục hoàng trùng yêu vương chỉ sợ đã có thể đập chết hắn đây chính là thực lực của ngũ chuyển cổ tiên sức mạnh cường đại khó có thể đo lường tốc độ vô địch cùng với khí thế sắt đá áp đảo tất cả trong lúc chiến đấu sau khi mất đi gần như tất cả đao túc hoàng trùng yêu vương lại chui vào trong khe nứt trên mặt đất chạy đi đâu ngân bối cự viên nhảy vào trong khe nứt địa phượt cổ đại địa sụp đổ ầm một tiếng vang thật lớn trên sa mạc mặt đất nứt ra nhanh chóng sụp đổ trương cửu các đạp không nhanh chóng lùi lại nhìn thấy ngân bối cự viên hung hãn như vậy vốn dĩ trương cửu các không định ra tay nhưng mà cơ hội thật sự là quá tốt không ra tay thật sự là có lỗi với cơ hội tốt như vậy mà trương tử đôn đã tạo ra cho mình Gia yeah, gia! Yeah. người không sao chứ khói bụi trên mặt đất còn chưa tan trương cửu các đã bắt đầu lớn tiếng gọi ầm một tiếng tảng đá lớn bị chấn động đến mức nứt ra một con ngân bối cự viên to lớn như ngọn núi từ trong lòng đất chui ra ngân bối cự viên ngẩng đầu nhìn trời không hiểu sao thần sắc lại xuất hiện vài phần bất đắc dĩ khói bụi tan đi trương cửu các nhìn thấy thành quả chiến đấu của mình trên người ngân bối cự viên toàn là vết máu chỉ bị thương nhẹ mà thôi hoàn toàn không tính là bị thương trí mạng Gia yeah, da yeah. người không sao chứ trương cửu các vẻ mặt quan tâm hỏi không sao a à, ngân bối cự viên kết thúc biến thân trong tiếng rên rỉ đau đớn Tất cả thú hóa cổ đều không thể biến thân trong thời gian dài, cho dù là cổ sư đi theo con đường hữu tình cũng vậy, nguyên nhân cụ thể trương cửu cát cũng không rõ lắm. Lưng của chương tử đôn rõ ràng còn xuống, chòm râu trắng vốn chỉnh tề cũng rõ ràng lộn xộn hơn rất nhiều. Con trùng đó ở ngay trong hang đất phía dưới, lão gia nghỉ ngơi một chút đã. Chương tử đôn đặt mông xuống đất, há miệng thở dốc. Chương tử đôn vừa mới ngồi xuống, mặt đất phía dưới liền truyền đến tiếng nổ vang trời. Chương Tử Đôn và cửu các đồng thời dẫm chân lên hư không, lơ lửng giữa không trung. Mặt đất chỗ hai người đứng hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện một hố sâu không thấy đáy. Trong hố sâu thổi ra một luồng gió lạnh. Chương Tử Đôn mặt mày tái nhợt. Mặt đất sụp đổ vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, đây mới là sụp đổ thực sự, nếu như vừa rồi mình không ra ngoài, đi theo vạn cân đá tảng rơi xuống hố sâu này, e là 10 cái mạng cũng không còn. Nhìn hố sâu dưới đất này, cửu cát cũng rất khiếp sợ, sớm biết phía dưới sâu như vậy chi bằng dùng hai lần sụp đổ mặt đất đi xuống dưới xem thử hai luồng ánh sáng men theo hang động vừa mới sụp đổ chui xuống lòng đất sâu trăm mét dưới lòng đất nước chảy róc rách gió mát hiu hiu nơi này là dòng sông ngầm dưới lòng sa mạc chảy xiết ở độ sâu bốn năm trăm mét so với mặt đất không chỉ lượng nước lớn mà còn rất xiết phần lớn đá tảng bị sụp đổ đều bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi chỉ có một số ít tảng đá khổng lồ rơi xuống dòng sông giống như một hòn đảo nhỏ lúc này chương tử đôn và cửu cát đang đứng trên hòn đảo nhỏ nhìn hai bên hang động sâu thăm thẳm tối tăm vù 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 một trong những hang động truyền đến tiếng đập cánh rõ ràng hoàng trùng yêu vương đang bay trên dòng sông ngầm trong hang động đuổi theo chương tử đôn lại hóa thành một luồng ánh sáng bay đi cửu cát thì lặng lẽ đi theo sau hắn hang động dưới lòng đất ngày càng hẹp điều này có nghĩa là hang động dưới lòng đất sẽ không còn không gian để hai người bay nhưng điều này cũng có nghĩa là hoàng trùng yêu vương kia cũng sẽ không còn đường lui trừ khi con hoàng trùng kia có thể chui xuống nước lúc này hai người đã nhìn thấy hoàng trùng yêu vương hoàng trùng yêu vương kia quả nhiên không xuống nước mà đang vỗ cánh lơ lửng trên mặt nước ngươi đừng chạy nữa chạy nữa là phải xuống nước rồi chỉ cần ngươi theo lão phu đến mông trạch thánh hoàng nhất định sẽ phong ngươi làm thượng khách Chương tử đôn lớn giọng khuyên nhủ. Có điều, hoàng trùng yêu vương lại trực tiếp chui vào hang động trên đỉnh đầu, biến mất không thấy đâu nữa. Chương tử đôn bay đến nơi hoàng trùng yêu vương biến mất, nhìn thấy trên đỉnh đầu có một cái hang lớn, bên trong hang tối đen như mực, sâu hung hút. Nơi này vậy mà cũng có một cái hang. Chương tử đôn sắc mặt có phần khó coi. Con hoàng trùng này làm sao biết được ở đây có một cái hang? bởi vì con hoàng trùng lớn này có thể điều khiển rất nhiều hoàng trùng nhỏ đi dò đất, cho nên nó biết rất rõ về địa hình dưới lòng đất. Nô dịch có thể dùng để trinh sát. Cửu cát sở hữu chịu cổ trùng đương nhiên có cảm nhận sâu sắc đối với điều này. Lão gia lên trên xem sao? Cửu cát dò hỏi. Chương tử đôn lộ vẽ đấu tranh. Vừa rồi hắn chui xuống lòng đất, suýt chút nữa thì bị chôn sống. Lần này lại đi, ngươi đi trước. Chương tử đôn quay đầu phân phó. Cửu cát vừa muốn nói mình năng lực có hạn, thực sự không thể xông pha trận mạc. Nhưng ở mông trạch, cổ tiên thượng vị đối với cổ tiên hạ vị có quyền khống chế tuyệt đối, cổ tiên hạ vị sẽ cam tâm tình nguyện bị cổ tiên thượng vị sai khiến, mình nếu như lại nhiều lần thoái thác, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện. Chỉ thấy cửu cát im lặng chui vào trong hang đất, chương tử đôn thì đi theo phía sau. Cửu cát đi rất chậm, hắn sợ hoàng trùng yêu vương quay đầu lại đánh lén chương tử đôn cũng đi rất chậm hắn vừa đi vừa quan sát xem đá xung quanh có kiên cố hay không có khả năng sập hay không quả nhiên là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hang động chật hẹp hoàng trùng yêu vương căn bản không thể bay trong hang động này chỉ có thể bò ở trong đó cho nên cũng không còn tiếng đập cánh của hoàng trùng yêu vương hang động quanh co khúc khuỷu ước chừng một nén nhang sau cửu cát xông vào một hang động rộng rãi Hang động này không có lối ra khác, hoàn toàn là một hang cục. Hoàng trùng yêu vương năm lần chuyển thế kia cũng không thấy đâu. Trên mặt đất chỉ có các vàng miệng màng, chẳng lẽ là trốn vào trong các vàng rồi, cửu các đứng ở cửa hang nhỏ quan sát hồi lâu, không dám lập tức ra khỏi hang, dù sao hắn cũng chỉ là một tên lính quèn, muốn đối phó với hoàng trùng yêu vương vẫn phải dựa vào ngân bối tôn giả chương tử đôn. Đứng đó làm gì? Chương tử đôn dò hỏi. Bên ngoài là một hang động cục, không có lối ra khác, nhưng hoàng trùng yêu vương không thấy đâu nữa để ta xem chương tử đôn và cửu cát sóng vai đứng cạnh nhau đứng ở cửa hang nhỏ nhìn về phía hang động cục này ngoại trừ trên mặt đất có cát vàng trên đỉnh hang động không có gì cả xuống dưới xem chương tử đôn nhìn cửu cát nhất định phải tìm cơ hội chôn sống ngươi cửu cát âm thầm oán thầm một câu rời khỏi cửa hang đi tới bãi cát vàng với kinh công của cử các hoàn toàn có thể dẫm lên cát mà không để lại dấu vết. Trương Tử Đôn cũng đi theo nhảy xuống bãi cát vàng. Hai người quan sát trong hang động trống trải này. Ngoại trừ lối vào vừa rồi, toàn bộ hang động không có lối vào nào khác. Đột nhiên, cát vàng dưới chân hai người truyền đến một lực hút mãnh liệt. Gào, Trương Tử Đôn hóa thành cự viên, có thể không sợ bị cát vàng thông phệ, chỉ trong nháy mắt đã biến mất biến mất cùng với chương tử đôn còn có cửu cát. Khởi động thiên tàn trận văn. Cửu cát xông vào trong mai rùa. Trong mai rùa. Bạch Ấu Anh, Lãnh Ngọc Trinh còn có lý tiểu thúy thậm chí cũng không thèm nhìn cửu cát. Các nàng toàn tâm toàn ý xuyên qua mai rùa quan sát thế giới bên ngoài. Dù sao mai rùa rơi vào vạn dặm cát vàng, các nàng cũng chỉ có thể mãi mãi bị nhốt chết trong mai rùa. Cửu cát xuyên qua mai rùa cũng chỉ nhìn thấy cát vàng không ngừng chảy đây không phải là bẫy cắt lúng bình thường. Bạch Ấu Anh nói với giọng điệu chắc chắn. Lãnh Ngọc Trinh, vậy là cái gì? Bạch Ấu Anh, nhìn giống một loại trận pháp truyền tống. Lý Tiểu Thúy, công tử, người vào rồi, ta đã nói Bạch Tỷ Tỷ sẽ không ra tay với người. Cửu Cát, nực cười. Lúc này còn dám ra tay với ta, ta trực tiếp truyền tống ngươi ra ngoài cho các vàng ăn. Lời cảnh cáo của Cửu Cát không phải là nói suông trong mai rùa hắn có quyền kiểm soát hoàn toàn, muốn đưa ai ra ngoài thì đưa ai ra ngoài. Chỉ là nếu bên ngoài không có nguy hiểm, cửu cát đưa Bạch Ấu Anh ra khỏi mai rùa, Bạch Ấu Anh hoàn toàn có thể mang mai rùa đi, sau đó quay lại tìm cách đối phó với cửu cát, dù sao cũng có cách đập vỡ mai rùa. Nhưng hiện nay bên ngoài có bảy cát lúng, nếu như Bạch Ấu Anh bị truyền tống ra ngoài, vậy thì chỉ có thể ăn cát. Bạch Ấu Anh nhìn cửu cát, cao mày nói trên tay ta không có pháp khí phù lục tiện tay, không phải là đối thủ của con cự viên kia. Không sao. Đánh không lại thì không đánh, ta cũng không nhất định phải giết tất cả cổ tiên mông trạch. Cửu cát nói. Truyền tống sắp kết thúc, lãnh Ngọc Trinh vẫn luôn quan sát thế giới bên ngoài lên tiếng. Khởi động thiên tàng trận văn. Cửu cát đi ra thế giới bên ngoài. Sâu trong lòng đất. Cung điện ngầm. Cửa vào cung điện ngầm, chạy tới một đám trẻ con. Đám trẻ này lớn nhất chỉ mới 5 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 2, 3 tuổi. Bọn chúng có hình dáng như đứa trẻ, mũm mỉm, trên ngực có một quả trứng tròn vo. Một đám trẻ con đi tới cửa cung điện. Cánh cửa cung điện đóng chặt. Hai bên cửa cung điện có hai pho tượng thần cao lớn. Tượng thần mọc cánh, hai tay cầm một thanh trường kiếm hình chữ thập, trên mặt đeo một chiếc mũ giáp khổng lồ, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Đột nhiên, mũ giáp của tượng thần bên phải lật lên trên, lộ ra một cái hố đen ngòm. Một đống cát vàng từ trên đỉnh đầu tượng thần rơi xuống. Tất cả tiểu đảng nhân đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, bọn chúng lùi sang một bên. May mà cửa cung điện này vô cùng rộng rãi, cát vàng rơi xuống rất nhiều, cũng không có đập trúng những tiểu đảng nhân này. Cát vàng rơi xuống đất. Cửu cát từ trong cát vàng đứng dậy. Cung điện tuy rằng nằm sâu trong lòng đất, nhưng trên đỉnh có bảo thạch phát sáng, xung quanh mọi thứ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn 10 tiểu đảng nhân nhìn cửu cát, đứa nào đứa nấy đều nước mắt lưng tròng, có đứa thậm chí còn giơ tay đầu hàng. Những tiểu đảng nhân này đều là con của dị nhân tộc, từ nhỏ đã bị thương nhân sa mạc mua đi để tìm kiếm nguồn nước. Nếu cha mẹ không bán, vậy thì thương nhân sa mạc sẽ giết chết cha mẹ bọn chúng, lấy quả trứng trên ngực cha mẹ bọn chúng đi bán với giá 10 lượng bạc một quả. Mà trong mai rùa của cửu cát đã tích trữ 16 quả huyết đảng. Cửu cát nhìn đám trẻ con, sau đó lại dời mắt xuống dưới chân. Dưới chân là đất cát, chân tử đôn vẫn còn bị chôn trong cát, không biết sống chết ra sao. Đám tiểu đảng nhân kia thấy cửu cát không có ý định công tiếp bọn chúng, trong đó có một đứa gan lớn liền dẫn theo tất cả đảng nhân đi tới cửa cung điện. Cửu cát đứng bên cạnh cửa cung điện, cửu cát nhìn đám nhóc này, lũ nhóc rõ ràng rất hoảng sợ, hai bên đều không nói gì. Tiếp đó, Cửu cát lại nhìn về phía sau đám nhóc, trong bóng tối có ba đạo độn quang bay tới. Đúng lúc này, cánh cửa cung điện đang đóng chặt tự động mở ra. Nhanh chóng ngăn cản bọn chúng, trong ba đạo độn quang truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Có điều, cửu cát lại không cử động. Người bảo ta ngăn cản là ta ngăn cản sao, đám trẻ nghe thấy giọng nói này đứa nào đứa nấy đều kinh hãi vô cùng, bọn chúng kêu la chạy vào trong cung điện, cửa vào cung điện có một màn sáng màu vàng đất rủ xuống, tiểu đảng nhân sau khi đi vào màn sáng liền biến mất không thấy đâu nữa. Cửu cát cũng không đuổi theo, bên trong cung điện có gì hắn không biết, mà những tiểu đảng nhân này càng không có giá trị, chi bằng chờ cổ trùng ngũ chuyển trong cơ thể chương tử đôn ấp nở, sau đó lấy cổ trùng rời đi, đỡ phải tiến vào trong bí cảnh, gặp phải nguy hiểm khó lường. Ba đạo độn quan đuổi theo phía sau cũng thu lại. Độn quang thu lại. Là ba gã võ tiên xa lạ trong đó có một lão già tay cầm một trượng, dùng đầu trượng chỉ vào cửu cát, hung dữ hỏi, vì sao ngươi không ngăn đám đảng nhân kia lại? Vì sao ta phải ngăn bọn chúng? Cửu cát ngược lại hỏi. Tên ngu xuẩn này, ngươi có biết mình đã phạm phải sai lầm gì không? Lão già kia mặt đầy giận dữ, tức giận xông về phía cửu cát. Còn hai gã võ tiên khác thì đứng một bên xem kịch vui. Cửu cát nheo mắt. Chờ đến khi lão già kia tới gần. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Một luồng lực vô hình gia trì lên người lão già. Hỏa diễm đao, thanh hỏa diễm đao đỏ rực chém ngang tới. Lão già kia tránh né không kịp, chỉ có thể dơ trượng lên đỡ. Một trượng trong tay, bị hỏa diễm đao chém một nhát đứt làm đôi. Một phần hồng nhật xuất hiện, hỏa diễm đao đầy trời. Đao hạ lưu tình. Trong hang động, lại có độn quang bay tới. Có người hô to đao hạ lưu tình nhưng cử cát không có ý định lưu tình, hắn muốn lập uy, muốn lập uy thì phải giết người. Hôm nay không thấy máu, đám người này sẽ cho rằng hắn là quả hồng mềm. Mấy nhát đau sau. Hộ thể huyền cương của lão già kia bị đánh nát, thân thể bị chém thành mấy đoạn. Hai gã võ tiên còn lại từ đầu đến cuối không dám ra tay, chỉ dám đứng một bên quan sát. Mấy đạo độn quan đáp xuống. Mấy người kia nhìn cửu cát đều tràn đầy kính sợ cửu các ngẩng đầu nhìn bọn họ. Bọn họ đều cười gượng. Trong đó có một người cười rực rỡ nhất. Người này không phải ai khác, chính là du kích tướng quân đào tẩu, Kiều Phu Sơn. Mới chỉ ngắn mũi hơn một tháng không gặp Kiều Phu Sơn, trong hắn ta già đi rất nhiều, xem ra bên ngoài cũng không dễ sống. Ê vô! Thì ra là Trương Huynh, thật là lâu rồi không gặp. Kiều Phu Sơn chủ động chào hỏi, vừa rồi chính là hắn ta hô to giao hạ lưu tình. Kha kha. Vị này là bằng hữu của kiều tướng quân sao, cửu cát chỉ thi thể cháy đen trên mặt đất hỏi. Ừ không tính, không tính, chỉ là gặp gỡ tình cờ. Vậy hắn ta là bằng hữu của ai, cửu cát lại hỏi. Bảy gã võ tiên có mặt đều ngửa đầu nhìn trời. Ồ nếu không ai quen biết, vậy thì ta không khách khí nữa. Cửu cát cuối người nhặt túi trữ vật của người nọ lên, sau đó nhét vào bên hông, lặng lẽ khởi động thiên tàng trận văn, đưa nó vào trong mai rùa. Sâu trong lòng đất, vô danh thần điện. Rầm, hạt cát sau lưng cử các nổ tung, một lão già thân mặc áo trắng từ trong cát nhảy ra. Lão già lắc đầu, thần sắc có phần hoảng hốt. Vừa rồi lão già này nhất định đã ngất đi, hiện tại mới tỉnh lại. Gia gia, người tỉnh rồi. cửu cát kinh ngạc nói, sau đó lui về phía sau, nhường chỗ cho chương Tử Đôn. Chương Tử Đôn quan sát hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt khinh thường lướt qua bảy vị võ tiên. Sau đó, chương Tử Đôn nhìn thi thể cháy đen giữa sân, quay đầu hỏi cửu cát, là ngươi ra tay. Cửu cát gật đầu. Bọn họ là ai? Có lẽ là đi buôn. Kiều Phu Sơn trước kia là du kích tướng quân của mông trạch quân Viễn Chinh, sau đó phản bội quân Viễn Chinh nhân tộc, hắn và ta có chút giao tình, những người khác ta đều không quen. Cửu cát giải thích. Trương Tử Đôn nhìn về phía Kiều Phu Sơn. Kiều Phu Sơn vội vàng giải thích: Hiểu lầm, hiểu lầm. Nam cực ông và Trương Huynh đệ chỉ là hiểu lầm. Ngươi lại đây. Trương Tử Đôn vẫy tay. Kiều Phu Sơn cười gượng, không định đi qua. Sắc mặt Trương Tử Đôn trầm xuống, lạnh lùng nói: Vốn định cho ngươi chút chỗ tốt, xem ra là rượu mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt. Dứt lời, Trương Tử Đôn hóa thành một con ngân bối cự viên cao như ngọn núi há miệng về phía bảy vị võ tiên. Rống. Một tiếng gầm vang lên. Tất cả mọi người, bao gồm cả cửu cát, đều ngất đi. Không biết qua bao lâu. Cửu cát tỉnh lại. Hắn phát hiện chương tử đôn đang vút ve kiều phu sơn với vẻ mặt từ ái. Cửu cát lặng lẽ gõ lên mai rùa đen. Bên trong mai rùa. Bạch cấu anh nói, sau khi ngươi bị chấn ngất, chương tử đôn đã lục soát trên người tất cả mọi người, bao gồm cả ngươi. Lãnh Ngọc Trinh nói, hắn còn cho tất cả võ tiên trừ ngươi ra ăn cổ trùng, hiện tại những người này đều đã trở thành cổ tiên. Lý Tiểu Thúy nói, cổ trùng kia không phải độc dịch cổ thì là độc khí cổ. Bạch Trấu Anh nói, không ngờ tới ở đây lại gặp được người quen, may mà ngươi không dùng tên giả. Lý Tiểu Thúy nói, nói dối cũng phải thật chính phần, giả một phần, tên giả thì có ý nghĩa gì? Trong mai rùa Ba nữ nhân ngươi một câu, ta một câu, bàn tán xôn xao. Chương tử đôn đột nhiên lại hóa thành ngân bối cự viên. Nữ ngồi xuống. Phục. Một bãi lớn. Bảy cổ tiên chen chút tiếng lên. Chốc lát sau. Bảy tân cổ tiên đã hoàn thành bữa ăn đầu tiên trong đời. Tới đây. Kể cho lão phu nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói trước. Chương tử đôn chỉ vào một người nói bẩm lão gia, tiểu nhân tên là Tôn Ly, cùng Kiều Huynh là nghĩa sĩ đào ngũ khỏi quân viễn chinh nhân tộc, chúng ta kiếm sống ở xích hải sa mạc, thành lập xích hải thương hội. Nam cực ông là hội chủ xích hải thương hội, nhưng hắn có mắt không trọng đắc tội Trương Huynh, đã bị Trương Huynh giết chết. Trương Tử Đôn nói, ngu xuẩn. Nói trọng điểm, nơi này là đâu? Tại sao các ngươi lại đến đây? Tôn Ly đáp, chúng ta cũng không biết nơi này là đâu, chúng ta đi theo tiểu đảng nhân đến đây tiểu đảng nhân là cái gì? Là đảng nhân trong xích hải sa mạc, bọn chúng không thể lớn lên, chỉ có thể như vậy. Một người khác nói. Chương tử đôn hỏi, tại sao các ngươi lại đuổi theo tiểu đảng nhân? Có một tiểu đảng nhân tên mãn cầu trời sinh đã có trí tuệ, e rằng là đại năng chuyển thế. Mãn cầu nói cho chúng ta, nó biết một nơi gọi là sông vô nguyên, dòng sông ngầm dưới lòng đất này là một dòng sông không có nguồn. Tuy chúng ta không tin trên đời này có sông không nguồn, nhưng sông ngầm trong sa mạc lại là tài nguyên quý giá. Nếu tìm được một dòng sông ngầm trong sa mạc, hoàn toàn có thể dùng làm căn cứ cho xích hải thương hội. Mãn cầu thật sự đã dẫn chúng ta tìm được dòng sông ngầm. Nam cực ông mang theo mấy vị võ tiên quen biết, ngồi thuyền lặng đi vào dòng sông ngầm. Quả nhiên xác nhận dòng sông ngầm này không có nguồn, cũng không chảy ra ngoài, nước sông chảy tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng. Không sai. Dòng sông ngầm kia vô cùng quỷ dị, không đầu không đuôi, hoặc là đầu đuôi nối liền nước sông vĩnh viễn không tăng không giảm cuồn cuộn chảy vĩnh hằng vận động sông vô nguyên quỷ dị như vậy khiến chúng ta khiếp sợ vì vậy chúng ta tin rằng mãn cầu có trí tuệ là đại năng chuyển thế chương tử đôn nói nếu sông vô nguyên thật sự thần kỳ như lời các ngươi nói vậy sông vô nguyên có tác dụng gì bảy tên cổ tiên vừa ăn đồ nóng xong nhìn nhau một người không chắc chắn nói nghe nói mãn cầu nói sông vô nguyên có liên quan đến vĩnh động kê chúng ta cũng không biết vĩnh động kê là gà gì tóm lại mãn cầu nói chỉ cần có vĩnh động kê sẽ có được năng lượng vô tận dùng mãi không cạn chúng ta bị mê hoặc liền làm theo lời mãn cầu bắt đầu chế tạo vĩnh động kê chế tạo vĩnh động kê cũng rất đơn giản hình như là một cái guồng quay bằng gỗ chúng ta cũng không rõ công dụng cụ thể ngay khi chúng ta bị mãn cầu sai khiến xoay quanh mãn cầu lại dẫn theo một đám tiểu đảng nhân lén chuồn mất chúng ta tốn rất nhiều công sức mới đuổi tới đây. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, rốt cuộc cũng nói rõ ràng chuyện chương tử đôn muốn biết. Chốc lát sau, tám tân cổ tiên, bao gồm cả cửu cát, bị chương tử đôn áp giải đến trước cửa thần điện. Bên trong thần điện này rốt cuộc có thứ gì, chương tử đôn hỏi. Chúng ta không biết. Vào xem là biết. Chương tử đôn ném một cổ tiên bên cạnh vào màn sáng. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra màn sáng màu vàng khi tiếp xúc với người nọ liền biến mất bên trong đại điện là một thông đạo cuối thông đạo có một võ sĩ đang đứng võ sĩ gầm lên một tiếng lao về phía mọi người võ sĩ kia vẻ mặt điên cuồng hai mắt đỏ rực hình thể dị dạng có phần giống mộng ma dương ma càng đến gần cửu các càng nhận ra bên hông võ sĩ kia còn cắm một thanh phi đao mộng ma phi đao Cửu các hiếp mắt chẳng lẽ là hà thanh tùng đã chết từ lâu ngươi là ai chương tử đôn hỏi nhưng hà thanh tùng không đáp hắn cầm trường kiếm trong tay trực tiếp chém tới dưới ảnh hưởng của mộng ma phi đao hắn vẫn chưa khôi phục thần trí thấy đối phương không thể giao tiếp chương tử đôn cũng lười nói nhảm hắn gầm lên một tiếng hóa thành ngân bối cự viên vung tay đánh nát hà thanh tùng cơ thể nổ tung các bộ phận rơi vãi trên vách điện chương tử đôn biến trở lại thành người còn đứng ngay ra đó làm gì, mau vào xem. Chương tử đôn dẫn đầu bước vào thần điện, những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Cạch, một cánh cửa dày nặng nề mở ra. Một thông đạo mới xuất hiện. Ngay khi mọi người bị thông đạo mới hấp dẫn. Cửu các giả vờ kiểm tra thi thể quái vật, lặng lẽ nhặt một thanh phi đao trên mặt đất, cất vào trong mai rùa đen. Cửu cát gõ nhẹ lên mai rùa đen. Bạch Cấu Anh so sánh thanh mộng ma phi đao này với bốn thanh mộng ma phi đao khác, sau đó chắc chắn nói, giống nhau. Chương tử đôn quay đầu nhìn về phía cửa điện, cửa điện vẫn mở. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể rời khỏi thần điện bất cứ lúc nào. Đi. Vào xem. Chương tử đôn dẫn theo tám tên cổ tiên tiếp tục đi sâu vào trong. Hai bên là những quả trứng hoàng trùng được xếp ngay ngắn, mỗi quả đều to bằng người, ở giữa là một con hoàng trùng hình người, tay cầm vũ khí sắc bén màu vàng, sau lưng mọc hai cánh. Ngươi có thể nói chuyện không? Chương tử đôn thử giao tiếp. Hắn không muốn giống như kẻ ngu ngốc, chỉ biết chém giết. Nhưng đáp lại chương tử đôn là một đòn tấn công trực diện. Con yêu quái hình người lao tới như tia chớp, đâm mũi nhọn trong tay về phía ngực chương tử đôn. Lúc này chương tử đôn thậm chí còn không kịp biến hình. Chương tử đôn tức giận, râu tóc dựng ngược. Bộ lông màu trắng bạc chui ra khỏi cơ thể, thân hình nhanh chóng phình to. Ngân bối cự viên vung cánh tay khổng lồ, nhưng con yêu quái hình người lại dễ dàng né tránh. Tiếng vỗ cánh của con yêu quái hình người và tiếng gầm giận dữ của ngân bối cự viên vang vọng khắp đại sảnh. Trong đại sảnh, 40 quả trứng hoàng trùng khổng lồ đồng thời nở ra. 40 con hoàng trùng khổng lồ bò ra khỏi trứng, vừa ra khỏi trứng đã dài hơn 2 mét. Mỗi quả trứng đều to bằng người, những con hoàng trùng này cuộn tròn bên trong, vừa ra ngoài liền duỗi thẳng người mỗi con đều có thân hình khổng lồ một số con hoàng trùng khổng lồ lao về phía ngân bối cự viên số khác thì giết chết tám tên cổ tiên bảy tên cổ tiên vội vàng lấy vũ khí ra dùng ngón tay bôi lên lưỡi vũ khí mỗi một món vũ khí đều lóe lên ánh sáng màu lục đây là công dụng của độc dịch cổ có thể khiến vũ khí nhiễm kịch độc tăng cường lực sát thương ngoài ra không còn tác dụng nào khác cửu cát đã lui về phía sau bảy người đứng cùng Kiều Phu Sơn. Cửu Các liếc mắt nhìn Kiều Phu Sơn, cùng là người tu đạo. Một ánh mắt là đủ. Huynh đệ, chúng ta lui thôi. Kiều Phu Sơn kiên quyết lắc đầu, giơ trường đao tẩm độc trong tay lên. Huynh đệ, ngươi thay đổi rồi. Cửu Các điểm mũi chân, lùi về phía sau. Khi cửu Các đến cửa điện, phát hiện màn sáng màu vàng đã hạ xuống có kinh nghiệm ở thiên tầm thần cung, xông qua màn sáng này, có thể ra ngoài, cũng có thể bị dịch chuyển đến nơi khác. Cửu cát đang do dự. Hai con hoàng trùng dài 2 mét đã đuổi tới phía sau hắn. Địa phượt cổ, đại địa trói buộc. Hỏa diễm đao. Ánh đao lướt qua, hai con yêu quái hoàng trùng bị chém giết. Những con yêu quái hoàng trùng này không mạnh, hoàn toàn có thể giết chết. Cửu cát cầm hỏa diễm đao, quay người trở lại khi cửu các trở lại đại sảnh hoàng trùng trận chiến đã gần kết thúc trên mặt đất la liệt thi thể có của người cũng có của hoàng trùng chương tử đôn toàn thân chằng chịt vết thương đang cầm băng vải băng bó cho mình so với chương tử đôn trên người cửu các sạch sẽ hơn rất nhiều bụp một quả trứng hoàng trùng khổng lồ vỡ ra làm đôi kiều phu sơn chui ra từ bên trong hắn lại trốn vào trong đó không sai. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chương tử đôn toàn thân đầy máu, vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên. Rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu trong thần điện này đều là những kẻ yếu ớt, chương tử đôn không ngại dùng bạo lực sang bằng, cho dù không có gì, bắt được tiểu đảng nhân có trí tuệ kia cũng tốt. Nhưng thần điện này rõ ràng có rất nhiều cơ quan, thủ vệ lại mạnh mẽ, không thua kém gì hắn, nếu tiếp tục mạo hiểm, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi chương tử đôn đến cửa ra, nhìn thấy màn sáng màu vàng lại hạ xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là bắt ba ba trong hũ hay sao, chương tử đôn nhìn về phía Kiều Phu Sơn. Kiều Phu Sơn bước vào màn sáng. Kiều Phu Sơn biến mất, nhưng màn sáng màu vàng vẫn còn đó. Để ta. Cử các chủ động đi trước bước vào màn sáng. Chờ đã. Cùng đi. Chương tử đôn và cử các cùng nhau bước vào màn sáng màu vàng trong chớp mắt trời đất quay cùng chương tử đôn và cửu cát đến một đại sảnh khác kiều phu sơn đang đứng chờ ở lối vào đại sảnh này không có thủ vệ chính giữa đại sảnh chỉ có một tảng đá khổng lồ trên tảng đá mọc đầy các loại bảo thạch ba người chậm rãi đi về phía tảng đá khổng lồ khi ba người đến gần tảng đá bỗng nhiên đứng lên biến thành một người đá cao hơn mười trượng thân hình cao lớn vạm vỡ so với ngân bối cự viên mà chương tử đôn biến thành cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Người đá hai mắt đỏ rực, lao về phía ba người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.